Tối hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu đọc từ câu 1 của đoạn 18 Luca cho đến câu 8. Xin quý vị theo dõi. Ví dụ về quan án không công bình. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không bị nể ai hết. Trong thành đó cũng có một người đàn bà quá đến thưa rằng: "Xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi." Quan ấy từ chối đã lâu, nhưng kế đó người tự nghĩ rằng dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, song vì đàn bà quá này khuấy rầy ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Đoạn Chúa phán thêm rằng: Các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét xử công minh cho những người được chọn của Ngài, là kẻ ngày đêm kêu cầu Ngài, mà lại trì hoãn cứu giúp họ sao? Ta bảo các con, Ngài sẽ mau chóng xét xử công minh cho họ. Tuy nhiên, khi con người đến, liệu Ngài còn thấy đức tin trên mặt đất chăng? Amen. Xin chúng ta Amen. cúi đầu cầu nguyện. Chúa ban phước cho chúng ta trong việc học lời Chúa tối hôm nay. Kính là Cha yêu thương của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều vì Chúa cho chúng con sau một ngày làm việc, rồi chúng con làm đủ mọi thứ và chúng con thấy bàn tay của Chúa ban ơn cho công việc của chúng con. Giờ này chúng con bước vào phòng học Kinh Thánh, dù có mệt mỏi, dù có bận rộn cỡ nào, chúng con cũng gác những cái thời giờ chúng con qua một bên để chúng con được học lời của Ngài. Chúa ơi, con xin Chúa ban phước cho phòng học Kinh Thánh tối hôm nay. Và chúng con vừa mới đọc văn đoạn Kinh Thánh Luca đoạn 18 từ câu 1 cho đến câu 8. Thật là được phước và nhắc nhở chúng con về phần của Ngài. Xin Chúa tiếp tục phán dạy qua môi miệng của tôi tới Ngài. Chúa ơi, xin Chúa sức dầu cho thầy Sơn để chia Amen. sẻ và hướng dẫn chúng con ở trong lời của Chúa. Hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan, trông cậy Chúa và có đức tin bền đổ như điều Chúa phán dạy chúng con. Qua phân đoạn Kinh Thánh này, xin Chúa soi sáng chúng con là những người theo dõi, những người học. Xin cho chúng con luôn thắc mắc, xin cho chúng con lĩnh hội được lời của Chúa cho chính đời sống của mình. Một lần nữa, con giao phó thầy Sơn ở trong cánh tay của Chúa. Cảm ơn Chúa Thánh Linh luôn luôn hướng dẫn chúng con trong những buổi tối thứ tư học lời của Chúa. Chúa cũng ban phước cho Việt Nam chúng con có thầy Y Vũ vào để học lời Chúa cùng chúng con. Xin Chúa ban phước cho ngày mới ở Việt Nam, cũng như giữa trưa ở Úc Châu, chúng con ở ba nơi khác nhau để chúng con cùng hiệp lại trong thời giờ này. Xin Chúa ở cùng chúng con, hướng dẫn chúng con. Cảm tạ Chúa về sự nhân từ của Ngài còn đến đời đời. Xin Chúa cũng cất đi sự mệt mỏi khỏi chúng con, cất đi sự lo ra khỏi chúng con, để cho chúng con hướng tâm thần của mình về Chúa, một mình Ngài mà thôi. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, bây giờ thì kính mời thầy Sơn bắt đầu hướng dẫn phần học Kinh Thánh này. Amen. Dạ. Dạ, cảm ơn sư Văn Đông. Dạ, xin hỏi là quý vị nghe tôi được mấy phần trăm? Dạ. Nghe tốt Dạ, nghe thầy. tốt. Dạ. Nghe tốt hả? Dạ, Dạ, tốt rồi. dạ, dạ. Dạ. Thầy tốt quá. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ. Thì bây giờ tức là ngày hôm bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ nghĩa là lời của Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ Amen. một chuyện ngụ ngôn, rồi sau đó cái mục đích của cái chuyện ngụ ngôn này là Chúa muốn nói về sự cầu nguyện. Và sau khi cái kết thúc cái chia sẻ này, cái đoạn cuối đó, thì tôi sẽ xin là chia sẻ thêm hai cái bằng chứng sống động về sự cầu nguyện Amen. của hai đầy tớ của Chúa, để cho quý vị coi như có thêm một cái minh họa của coi như là người thật việc thật. Cái câu chuyện của chúng ta mới vừa đọc là nó nằm sau cái Luca đoạn 17, là sau khi mà Chúa Giêsu nói về cái sự đến của nước của Đức Chúa Trời, tức là
sự tái lâm của Chúa Giêsu Christ. Cái câu 37, tôi nhắc lại câu 37, tức là câu đoạn 17 nè. Các môn đệ hỏi: Thưa Chúa, việc ấy xảy ra tại đâu? Thì Ngài đáp: Xác chết ở đâu, diều hâu bâu tại đó. Tôi đang đọc cái bản dịch mới. Thì chúng ta thấy rằng như vậy là bây giờ qua đoạn 18, thì thường thường là chúng ta nghĩ rằng là cứ qua cái phân đoạn mới thì coi như là trở thành một cái câu chuyện hoàn toàn mới, một cái chủ đề hoàn toàn mới, nó khác hẳn với là cái chủ đề của cái chương cũ. Nhưng thật ra không phải. Nên là có một số cái là ta phải tùy theo cái ý nghĩa của từng chương, chứ không phải là cứ hễ mà qua chương mới là coi như là chương cũ là dẹp hết. Ý của cái chủ đề của chương cũ là dẹp qua bên hết, bây giờ chuẩn bị sang cái chủ đề mới hoàn toàn. Không phải. Riêng cái phân đoạn Kinh Thánh này nó tôi sẽ nói tại sao chúng ta thấy nó tiếp theo cái phân đoạn Kinh Thánh trước, nói về sự tái lâm của Chúa Giêsu Christ, nó liên quan tới chủ đề sự tái lâm của Chúa Giêsu Christ. Thế lâu nay thì tôi cũng được nghe là một số người giảng về cái câu chuyện này rồi, cũng như là chắc hẳn là các đầy tớ của Chúa cũng đã từng nghe câu chuyện này rồi. Tức là ngụ ngôn về người đàn bà quá phụ và quan án không công bình, chúng ta cũng đã từng nghe. Và chúng ta cũng thấy là kết luận mang máng rằng ở như vậy nói về vấn đề cầu nguyện. Nhưng mà ở đây tôi sẽ nói thêm là cái chuyện ngụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nói tiếp theo cái chủ đề sự tái lâm của Chúa Giêsu Christ. Cho nên chúng ta đừng có lạc đề, đừng có tưởng rằng như vậy là cái này không liên quan tới sự tái lâm cả, bây giờ chuyển sang cái chuyện hàng ngày. Nghĩa là thời thời nay, nghĩa là tức là chuyện thường ngày ở quyển hạng bạn. Bây giờ tôi sẽ làm cái là từng câu. Bây giờ trước tiên đó, bây giờ chúng ta xem câu số 1, Đức Chúa Giêsu kể cho các môn đệ. Như vậy là đối tượng của cái người nghe cái chuyện của ngôn này là ai? Không phải là tất cả mọi người nha. Đây chúng ta đặt ý nghĩa là các môn đệ. Và để làm gì? Riêng cái chuyện ngụ ngôn này, tác giả Luca có nói cái mục đích của Chúa Giêsu khi kể cái chuyện ngụ ngôn này. Còn thường thường thì chúng ta đọc trong kinh sách Phúc Âm á, thì thấy Chúa Giêsu các cái nhà viết Phúc Âm á, Matthew, Mark, Luca và Giăng á, thường thường khi viết là Chúa Giêsu kể một câu chuyện rồi hết, chứ không có nói là kể câu chuyện đó để làm gì. Nhưng mà riêng cái ở đây ta để ý nha, Luca viết để dạy họ phải cầu nguyện luôn và đừng mỏi mệt. Đó. Tôi đang đọc cái bản dịch mới. Như vậy là riêng cái chỗ này tác giả Luca cho biết thẳng luôn cái chủ đề, mục đích của cái chuyện ngụ ngôn này là Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ là vấn đề cầu nguyện luôn. Chữ luôn nghe để chữ luôn đó. Luôn này là nghĩa là tiếng Anh nó tức là at all times, tức là luôn luôn. Lúc nào cũng phải cầu nguyện, chứ không phải ý nói là luôn này là chúng ta đọc tiếng Việt Nam thế chữ luôn này thế nó nhẹ nhàng, nhưng phải ý thế là cầu nguyện và cầu nguyện lúc nào, luôn luôn cầu nguyện, mỗi lúc phải cầu nguyện đó, chứ có nghĩa là không có phải chờ tới khi có năng đề mới cầu nguyện, còn bình thường thôi cứ thế mà sống, cứ thế mà làm việc, để ý cái chữ này nha, ý là và đừng mỏi mệt, có bản dịch là đừng ngất xỉu. Cái bản tiếng Anh tôi đọc cái bản tiếng Anh tôi hết sức ngạc nhiên, tôi có tới mười mấy cái version về tiếng Anh đọc hết hậu luôn. Mình thấy tức là quý vị nào là đầy tớ của Chúa mà xem như là một sư Văn Đông, cô Diễm hay là chấp sự Thiên Ân TV đó, nếu mình lên cái Bible Hub tôi hết hậu luôn, ngạc nhiên luôn, cho ta thấy rằng tôi đọc không hết nữa, mười mấy cái version về tiếng Anh, KJV này, ESV này, rồi là EIV, NIV, ta là át trường, cho nên là đọc là nói chung là hơi quải. Amen. Cho nên là cái chỗ này là đừng mỏi mệt là cái bản tiếng Việt, nhưng mà có cái bản tiếng Anh của bạn, đặc biệt là cái bản KJV đó, nó nói là do not faint. Faint tức là mất ngất xỉu. Mình thấy, ủa, như vậy là chi sư bảo, phải cầu nguyện luôn, mà nếu mệt quá đừng có xỉu nha. Cứ ráng mà tục cầu nguyện. Nó có ý hay vậy đó. Thì bây giờ mới sao? Nhưng mà mục đích của cái chuyện ngụ ngôn này đang nói về sự cầu nguyện, luôn 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 cầu nguyện, không phải để chờ tới nản đề mới cầu nguyện.
và nhớ là phải đừng có tức xỉu, cứ mệt quá ráng mà thức và cầu nguyện, uống cà phê vô mà cầu nguyện chứ không có được là thôi, thôi đi ngủ đi xỉu đi là nghỉ mệt không có. Đó, cho nên cái nó quan trọng cỡ đó. Và ta thấy cái này chỗ này phải hiểu được tiếng khi Chúa Giêsu muốn dạy điều này, là Chúa Giêsu muốn ý tốt hay ý xấu cho các môn đệ, phải hiểu được điều đó chúng ta, là Chúa Giêsu muốn ý tốt cho các môn đệ. Và tiếp theo cái câu chuyện mà Chúa Giêsu nói ở trước là Chúa Giêsu nói về sự tái lâm của Chúa Giêsu Christ. Thì bây giờ Chúa Giêsu nói trong khi chờ đợi tái lâm thì các con phải cầu nguyện, lúc nào cũng phải cầu nguyện và cầu nguyện. Đừng có đến nói là đừng có sợ ngất xỉu, đừng có để ngất xỉu trong việc cầu nguyện. À, trong khi lúc chờ đợi ta tái lâm, chỉ nói chỗ này nha. Bây giờ ta hãy xem cái câu chuyện này. Khi có Giêsu kể một câu chuyện ngụ ngôn á, thì chúng ta phải để ý nè. Ở đây người nghe nha, người nghe là các môn đệ. À, như vậy là đối tượng thường thường là Chúa Giêsu kể một câu chuyện ngụ ngôn thì người nghe là khi nghe câu chuyện mới thấy trong câu chuyện nó có một số nhân vật trong câu chuyện đó, phải không? Thì người nghe tự động sẽ liên tưởng lại như vậy, cái nhân vật A là mình đó, nhân vật B là cái ông kia đó, bà kia đó, gọi là cũng là một cái đối tác của mình làm việc của mình. Chứ không bao giờ Chúa Giêsu kể một câu chuyện người nghe mà người nghe thấy ủa cái chuyện này kể chuyện đâu đâu có ai đâu liên quan gì tôi hết trơn. Phải nghĩ như điều đó nha, chứ đừng có nói bây giờ kể chuyện cũng như giống như kể chuyện cổ tích, nhân vật ABC gì đó ở trên trời dưới đất liên quan gì tôi nghe, nghe chơi không phải. Nhớ ngụ ngôn Chúa Giêsu kể là mục đích là để người nghe tự gọi là tiếng Anh gọi là identify with, tự gọi là liên hệ mình với lại một trong những nhân vật trong câu chuyện, để từ đó suy gẫm xem cái nhân vật đó họ làm sao là tấm gương tốt hay xấu cho mình. À, cho nên khi chúng ta đây có thể là phê điển, khi nghe câu chuyện này xong chúng ta phải thấy mình trong câu chuyện này có cái tấm gương nào tốt thì chúng ta theo, cái tấm gương nào xấu có chừng lắm mình đã từng giống như họ, để mình rút kinh nghiệm mà mình cầu nguyện để đừng có bị làm cái điều xấu như họ. Quý vị nhớ rồi nha. Rồi trong thành phố kia có một thành phố nha, có một thẩm phán. Tôi dừng ở đây. Cái thẩm phán này đây là nước Do Thái nha. Dân Do Thái thì khi mà kiện cáo với nhau, thấy không? Hay là một người Do Thái mà phạm luật của Môi-se thì bị một người khác tố cáo lên quan tòa. Quý vị thấy trong cái chuyện bốn phúc âm là Chúa Giêsu bị ai xử biết không? Quý vị nhớ không? Cuối cùng Chúa Giêsu bị tòa gọi là tòa công luận, tức là tòa án của người Do Thái, trong đó là 72 thẩm phán của tòa công luận, trong đó là có người Pharisee, và đặc biệt là coi như là thẩm phán chủ tọa của cái tòa công luận đó là một thầy tế lễ thượng phẩm. Thế thì như vậy ta hiểu được cái vai trò của thẩm phán cái thời của Chúa Giêsu này là khi Chúa Giêsu kể chuyện đó không phải là người nghe là họ, tức là họ không có liên tưởng tới cái câu chuyện đó nha. Khi nghe nói thẩm phán là người ta giật mình liền, bởi vì đối với thời của Giêsu đó thẩm phán uy quyền rất là ghê gớm, nó cao hơn thẩm phán thời nay đó. Nhưng nghe bên đây thẩm phán thời nay chuyện nhỏ, không? Đặc biệt là thẩm phán dân sự thì quý vị thấy một chuyện đó không phải là ghê lắm, nhưng mà thẩm phán nắm uy quyền sinh sát đối với dân Do Thái trong tay, bởi vì luật của Môi-se trong thuộc truyền đã ghi rõ là ai không nghe lời của thẩm phán của quan tòa đó thì người đó có thể bị xử tử. Cho nên cái thẩm quyền của quan tòa nó lớn. Nhưng mà bây giờ ở đây để ý nè, thẩm phán này sao không kính sợ Đức Chúa Trời? Chúa Giêsu đưa ra một anh thẩm phán thấy là thôi rồi đó, thấy không? Và cũng chẳng kiêng nể loài người. Như vậy cái anh thẩm phán này không biết là ai đưa anh lên nhỉ? Và như vậy thì sao nữa? Tức là đọc tới đó là cái người các môn đệ nghe là các môn đệ thấy thôi rồi.
cái ông thẩm phán này coi như là không có tin cậy được, kiện cáo mà cứ bị ai, mình cứ bị ai là ăn cắp ăn quýt quýt đập mình, là mình là trái với luật Môi-se, thôi được cái hồng mà tới ông tới kiện cáo, nghĩa là kiện người đó lên ông thẩm phán này, người dùng thẩm phán này để lẽ là thẩm phán là do Đức Chúa Trời, do các cái lãnh đạo Do Thái bổ nhiệm thì phải kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng ông thẩm phán này không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng không kiêng nể loài người. Có nghĩa là sao? À, có nghĩa là bây giờ anh có là đúc lót không ăn thua nha. À, hay là anh cậy anh là nghĩa là con ông chết cha tới mà để mong cho anh thẩm phán này xử tốt cho anh, cũng không xong. Anh có sợ loài người đâu, nghe không? Yeah, rồi bây giờ ai ở đó cũng có một bà quá. À, chữ bà quá chúng ta đọc qua thấy nó có vẻ nó nhẹ nhàng đúng không, nhưng mà không phải nha. Mình hiểu rằng là thời của Chúa Giêsu Christ cũng như trước đó trong thời cựu ước, bà quá tượng trưng cho một cái đối tượng cực kỳ gọi như là thê thảm. Trong những cái thời nghe là thời nay thì nghe là quý vị suy nghĩ có cái đối tượng nào gọi là cái gì, nghĩa là thấp hèn nhất trong xã hội thì là nó tương đương với cái bà quá trong thời của quốc đó, ở trong thời của Chúa Giêsu đấy. Chứ đừng có tưởng đọc cái bà quá thấy ôi có chuyện ôi quá chuyện chết chồng không sao, không phải nha. Tôi nói lý do vì thế này, cái thời của Chúa Giêsu á, phụ nữ đâu có đi làm, phụ nữ hoàn toàn sống nhờ vào chồng, do chồng chu cấp từ A tới Z. Nếu mà không có chồng nghĩa là có vấn đề gì đó thì nhờ con chu cấp từ A tới Z. Bởi vì phụ nữ không có đi làm, người ta không cho phụ nữ đi làm, muốn làm cũng không cho làm nữa, cho nên nó kẹt chứ đó. Thời buổi khác với thời buổi ngày nay, thời buổi ngày nay là bây giờ nam nữ bình quyền, nữ đi làm có khi nuôi lại chồng cũng con nữa, nhưng mà thời đó không có. Nữ ngày xưa thời của Chúa Giêsu Christ không đi làm được, bắt buộc phải ở nhà, cho nên là phải hoàn toàn lệ thuộc vào cái sự chu cấp kinh tế của người chồng và người con trai. Cho nên bây giờ bà quá tức là rồi chết chồng rồi, cái thời đó bà quá là một trong những cái đối tượng mà được Chúa Giêsu trong luật pháp của Môi-se rất là chiếu cố. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài rất là quan tâm đặc biệt cái hai cái đối tượng, quý vị nếu mà quý vị để ý là hai cái đối tượng mà Chúa Giêsu Đức Chúa Trời trong luật thời cựu ước là rất quan tâm chăm sóc, là thương cảm nhất, đó là ai vậy biết không? Người đàn bà quá mà lớn tuổi già đó mà quá, thứ hai là trẻ mồ côi. Có rất nhiều câu kinh thánh là chẳng như là sự kiêng ăn là gì, kiêng ăn là gì, các ngươi phải chăm sóc cho người đàn bà quá và trẻ mồ côi, đó là sự kiêng ăn của các ngươi đó. Cho nên là như vậy là chỗ đây một cái nhân vật bà quá trong này tôi tưởng tượng như một nhân vật là bần cùng rồi, coi như hết đường sống rồi. Cứ đến nhưng bây giờ như vậy gần quá này tới gặp ông quan hát, có nghĩa là bà này muốn kiện ai đó, cái vị thế đó. Ồ, bà này là cái người coi như là bần cùng khắp xã hội rồi, bây giờ còn kiện ai nữa. Chúng ta thấy như vậy là trong cái chỗ này không, chúng ta phải suy nghĩ, thấy không? Ừ. Bà này gan ha, đâu có chịu chấp nhận số phận đâu. Bà có một người coi là làm cái gì của bà đó, thấy không? Tôi nói ví dụ thôi nha, bà có người con trai bị cái người kia giết người con trai của bà chẳng hạn, thôi như thôi rồi, coi như là cắt đứt cái nguồn sống của bà luôn. Bà đâu có chịu thua, lẽ ra thường thường là ở cái vai trò của cái người bần cùng thấp nhất trong xã hội đó là bà quá đó. Cái thời của Chúa Giêsu á, thường thường người ta chấp nhận số phận thôi, phận của tôi là vậy rồi, Chúa Trời cho tôi quá như vậy là tôi phải ráng chịu, nghe là cho tới chết tôi ráng, mà ráng sống lê lết cho tới chết, sống nhờ cái là giống như là đi ăn xin, nghe là cái là ra đầu đường xó chợ mà đi ăn xin hàng ngày, dơ cái giỏ đi ăn xin thôi. Đúng á, quý vị á, người đàn quá là chỉ có ăn xin thôi, chứ nếu mà không có được con mà chăm sóc thì chỉ có ăn xin nghe là của những người Do Thái còn lại thôi. Như bạn quá này đến ông quan tòa này, tôi để ý nè,
Bà quá này có biết ông quan tòa này là không kính sợ Đức Chúa Trời không? Biết. Chứ không phải là bà như là không biết. Nha. Trong câu chuyện này thì ta hiểu được bà quá này biết ông quan tòa này không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng không kiêng nể loài người. Vậy mà bà vẫn cứ tới kiện, đem cái vụ kiện của ông, bà của bà tới ông quan tòa. Chỗ này chép bà quá cứ đến nài nỉ với ông quan tòa. Cái bản tiếng Anh đó là keep coming, có nghĩa là không phải một lần đâu nha, nhiều lần. Bữa nay đi về, mai tới nữa, về mốt tới nữa. Vậy bữa là cứ đến, chứ không phải là nói chứ cứ đến mà đọc thi nó nhiều nhẹ không phải. Gặp ông quan tòa là cứ ngày nào cũng gặp. Tất nhiên là ông quan tòa không có được quyền nói hôm qua mà tới rồi bữa nay đừng có tới nữa nha, không có được. Luật của môi xe thời đó người ta không có cho phép quan tòa khước từ người đàn bà quá. Cho để ý chỗ này. Chứ nhiều khi nói chứ bây giờ thời buổi ngày nay mà bây giờ quý vị mà đi kiện tới tòa mà bữa nay tới rồi mai tới nữa mốt tới nữa, tòa nào cho quý vị vô cửa không? Không có đâu nha. Nhưng mà ở đây khác. Tòa của thời đó cho phép bà quá này liên tục tới, không cản được. Cho nên mới có chuyện chứ nó. Chứ mà bà tới một lần rồi lần sau cái là quân cấm cửa mà thì đâu có chuyện bà này nghỉ hoài được. Anh nghĩ sao? Xin Ngài xét xử công minh cho tôi đối lại kẻ chống nghịch tôi. Như vậy có một nhân vật thứ ba, bà đang kiện cái người đó, thấy không? Mà ta không biết người này làm cái gì bà, nhưng rõ ràng là như vậy thì cái vị thấy bà đúng không? Đúng nha. Câu chép câu chuyện Giêsu kể như vậy thì ta phải hiểu được rằng là bà là người phải, cái người làm sai với bà là tên là người lỗi. Và tôi nói ví dụ như hồi nãy là cái lỗi nặng lắm, có con trai duy nhất để mình nuôi sống bà, người này giết con trai của bà, nghĩa là bây giờ bà này có nghĩa là phải đi kiện thôi. Bà là coi như là thân thế cô coi như là bần cùng trong xã hội, làm sao mà trả thù được, chỉ có là đi kiện thôi. Mà bây giờ kiện ai? Kiếm ông quan tòa nào mà công bình kính sợ Chúa mà kiện cho, bây giờ lại đi kiện, đi kiếm cái ông quan tòa không kính sợ Chúa mà cũng không nể là người. Bà này gan ta, ta thấy cái chỗ này, thấy không? Đó là một cái tấm gương. Thứ nhất là bà này không chấp nhận số phận. Tôi nói liên hệ với ngày nay với bà này, đừng có chấp nhận cái số phận của mình. Nhiều khi cứ chấp nhận rồi thôi, giờ tôi phận của tôi là thế, không có ai muốn làm gì làm, tôi ráng tôi chịu, khó đâu nha. Chúa như vậy. Chúa Giêsu kể câu chuyện này là chúng ta phải hiểu được như vậy là Chúa có muốn mình chấp nhận cái số phận của mình không? Có đâu. Chúa muốn mình phải đi kiện đó. Kể cả kiện cái ông tới gặp ông quan tòa không kính sợ Chúa. Một bản khác gọi là quan tòa bất lương. Cái câu số 6 này. Thẩm phán bất lương. Bất lương. Tưởng là kiện ai, kiện ông thẩm phán bất lương, tức ông thẩm phán bất lương mà cúng kìa. Nhưng cái chỗ này tôi suy nghĩ này, bà này bà có tin rằng ông này có thể giải quyết cho bà không? Quý vị suy nghĩ không? Tin không? Hay là bà chỉ cầu may? Hay là coi như là ai suốt bà đi hay sao? Trong cái này câu chuyện Chúa Giêsu không kể, nhưng mà ta phải hiểu được như vậy là bà này bà có một tạm gọi là bà có đức tin nơi cái ông thẩm phán bất lương này. Quý vị thấy không? Bà là người mang lẽ phải bị áp bức, bà mới biết là lẽ phải thuộc về bà. Và bây giờ bà không có chấp nhận cái sự áp bức này, không có chấp nhận cái số phận là tiêu đời của mình. Đừng có kiện cáo nữa. Ráng đi, bị gì, ráng chết. Con chết cũng chịu nhà thì không có. Nhưng bây giờ, tự nhiên nhìn xung quanh thấy, bây giờ trong cái chỗ tòa để mà xét xử, có mình có ông thẩm phán này, mà cái ông thẩm phán này là bất lương. Tôi kể bất lương. Tôi cứ đi kiện. Vì thế cái người đàn bà quá này, quá sức là gọi là cái gì, không biết nói sao, nhưng quý vị thấy, mình suy nghĩ nha. Đó. Và như vậy là các môn đệ này nghe câu chuyện này, các môn đệ bắt đầu suy nghĩ. Rồi bây giờ câu số 4 này,
Câu số 4 này, cái bản tiếng Anh nói như thế này nè, là thẩm phán làm lơ trong một thời gian dài nha. Tức là cái bản tiếng Việt như là thẩm phán từ khước đã lâu, ý của nó là trong bản tiếng Anh đó là thẩm phán làm lơ trong một thời gian dài. Coi như là có khi tôi không biết trong trong này Jesus không có nói bao lâu. Tôi nói ví dụ thôi nha, bà đi kiện ngày nào cũng đi kiện, coi như là bà ông quan tòa này không có không cấm bà được, bà kiện 30 ngày còn thẩm phán này cứ nói để đó để ta đi xem xét ta xem. Coi như là làm lơ 30 ngày lơ, 60 ngày lơ, thấy không? Đó thì bây giờ các môn đệ người nghe mới suy nghĩ thôi, bà đấy ông này ông lơ là lâu như vậy thôi thì thôi rồi đi, đi kiện chi nữa, mất sức quá. Nghe tiếp Jesus kể tiếp, sau đó ông tự nhủ, dù ta không sợ Đức Chúa Trời cũng chẳng nể loài người. Khi ông tự nhủ là ông thừa nhận cái bản chất của mình nha, chứ không phải là ông này là ông làm bộ là tức là ông không có thừa nhận bản chất của ông đâu. Nhưng mà khi mà ông nói chuyện với ông là ông thành thật lắm, mình không có sợ Đức Chúa Trời đâu, mình cũng không nể thằng cha nào, phải không? Ba nào cả, xác nhận mình là người bất lương. Nhưng vì cái mụ quá này quấy rầy ta, ngày nào mụ cũng tới mà ta đâu có cản được. Luật của Môi-se không có cho phép ta cản người đàn bà quá đi kiện. Cả tháng ngày nào cũng tới, quấy rầy quá xa. Bây giờ ta phải xa sẽ xét xử công bình cho mụ thôi. Tại sao? Kẻo mụ cứ trở lại mãi. Mai bà tới nữa, mốt bà tới nữa. Cái kiểu cái bà này là dằn co kiểu này, bà không có giờ chịu thua đâu. Nếu mà ta không xử cho công minh cho mụ thì chắc ta phải chịu cái quấy rầy này tới cả tháng hay cả năm quá. Thì rốt cuộc ta cũng sẽ bị bực mình. Cái bản tiếng Việt này nhẹ nhàng thôi nha, chứ cái bản tiếng Anh, cái bản gốc đó, phải tiếng Anh đâu, bản tiếng Hy Lạp. Rốt cuộc ta sẽ bị bả làm tím mặt mày luôn. Ý nói như vậy quý vị thấy nó nặng nề lắm. Tức là cái hành động mà tới mà quấy rầy quan tòa này, nó cứ kiểu này hoài mà quan tòa không xét á, là quan tòa có như là bị bầm tím mặt luôn. Vì phương diện thể diện đó. Tức là những người ngoài nhìn vô nói người ngoài người ta biết là quan tòa này bất lương rồi, nhưng mà người ta nói luật của Môi-se mà bà này bắt kiện hoài mà ông không xử là coi như là ông có vấn đề. Cho nên cái anh quan tòa này anh cũng sợ cái vụ anh bị bầm tím mặt do nếu mà không xử. Như vậy cái động cơ để mà anh sẽ tính là anh sẽ xử công minh đó nha. Tức là nếu mà người nào giết con bà, ông sẽ đem ra ông xử đó, xử tội theo luật của Môi-se đó. Mắt đền mắt đó, răng đền răng đó. Nhưng mà cái động cơ, cái động lực để mà ông xử công minh là gì? Không phải là vì ông kính sợ Đức Chúa Trời, không phải là vì ông tuân theo luật của Môi-se đâu. Ông này nó tốt lành gì bất lương mà. Cái động cơ ông trả lời cho bà này một cách công minh là vì bà này quấy rầy, có thể làm cho ông làm bầm tím mặt. Vậy là ông chỉ ráo chữ thể diện của ông thôi. Vậy thế không? Đó. Rồi kết thúc câu chuyện số 6. Chúa bảo các con hãy nghe lời thẩm phán bất lương ấy nói. Nghe, tức là nghe, đọc lại câu số 4 chứ là số 5. Thấy chưa? Jesus nhấn mạnh lại cái số 4, số 5. Thì bây giờ cái người nghe, các môn đệ bắt đầu liên tưởng. Rồi bây giờ chuẩn bị tinh thần nè. Cái kết luận của Jesus nè. Lẽ nào Đức Chúa Trời công minh đó, lại không xét xử công minh? Như vậy là cái tên quan án này bất lương mà còn xét xử công minh, cho dù cái động cơ của ảnh không phải là tốt lành gì, nhưng mà cái vấn đề chỗ này là kết quả cái hành động của ảnh là hành động tốt, nhưng mà hành động mặc dù là cái động cơ là không tốt, phải không?
nhưng mà ăn thua là kết quả, quan trọng là cái kết quả. Khi Xu nhấn mạnh đến kết quả, cái tên thẩm phán bất lương ấy mà còn xét xử công minh cho người đàn bà quá, Đức Chúa Trời đâu phải là bất lương, Đức Chúa Trời là lương thiện, là tốt lành gấp triệu lần cái tên quan án bất lương này. Lẽ nào Ngài không xét xử công minh cho ai? Không phải cho người đàn bà quá đâu, không phải không chỉ cho người đàn bà quá thôi, mà là cho những kẻ được Ngài chọn. Chú quý vị cho để ý chỗ này nha. Những kẻ được Ngài chọn, chứ không phải là ai cũng có thể tới gần Đức Chúa Trời để mà là này xin sự công minh. Cho để ý chỗ này nha. Đây là một cái, có thể một sự chăn đông sau này sẽ nói, có một cái bài học thần học giáo lý về sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, là những kẻ ngày đêm kêu xin Ngài. Để ý một nữa là ngày đêm kêu xin Ngài, cái này nó song song giống như là cái người đàn bà quá này ngày nào cũng tới quấy rầy tên thẩm phán bất lương. Thì bây giờ cái người, những kẻ được chọn ngày đêm, đêm nữa chứ không phải riêng ngày đâu, ngày đêm kêu xin Đức Chúa Trời công bình, mà Ngài còn trì hoãn hay sao? Cái tên thẩm phán bất lương này cuối cùng sau một thời gian trì hoãn cũng phải xử thôi, mà xử phải, xử đúng chứ không phải là xử ép người đàn bà quá, xử phải. Câu số 8, ta bảo các con, Ngài sẽ nhanh chóng xét xử công minh cho họ. Đó, như vậy thì nếu mà kết thúc tới đây nha, thì quý vị thấy, đầu tiên là các môn đệ, người ta sẽ thấy rằng như vậy là Chúa Giê-xu kể cái chuyện dụ ngôn này là để chúng ta là các môn đệ liên tưởng mình xem có tấm gương của người đàn bà quá này, một cái người bần cùng hay là thấp hèn nhất trong xã hội, coi như là không còn cái gì trong xã hội nữa, địa vị thấp nhất trong xã hội và còn không có chấp nhận số phận, vẫn đi kiện, tìm cách xét xử, nghĩa là kiện hay đi kiện cái ông quan toàn bất lương. Thì bây giờ các môn đệ là những người được Chúa Giê-xu chọn. Nếu mà ngày đêm nài xin Chúa Giê-xu thì lẽ nào, hay là nài xin Chúa Giê-xu hay nài xin Đức Chúa Trời, nhân danh Chúa Giê-xu, thì lẽ nào mà Đức Chúa Trời Ngài khước từ? Quý vị thấy rằng đây là một cái phép, coi như là một cái logic về vấn đề là biện luận đó. Quý vị thử tưởng tượng coi, thấy không? Cái người đàn bà quá, coi như là bần cùng đi kiện một người lên quan toàn bất lương mà còn được xử, mình đây mình là kẻ được chọn của Đức Chúa Trời, kẻ yêu dấu của Đức Chúa Trời, ngày đêm, nếu mà phải ý cho nó đó, nếu mà chúng ta ngày đêm kêu cầu Chúa, kêu cầu Cha trên trời xét xử công minh cho con, tự nhiên là mình bị một cái đối tượng nào đấy áp bức mình quá, thì cầu trên mình không có trả thù được, mình yếu thế cô đâu có làm gì được, nài xin Đức Chúa Trời xét xử công minh, xét lẽ công bình. Đức Chúa Trời phán rằng sự trả thù thuộc về ta, các ngươi đừng có trả thù, hãy để ta trả thù. Cho nên cầu xin Đức Chúa Trời Ngài xét xử công bình cho chúng ta là những người được chọn. Cái câu 8b này, tuy nhiên khi con người trở lại, chỉ con người viết hoa nha, The Son of Man, trong sách Tin Lành Luca, chữ con của người là ám chỉ Chúa Giê-xu đó. Thay vì Chúa Giê-xu nói là tuy nhiên khi ta trở lại, thì Chúa Giê-xu nói khi con của người trở lại, và Chúa Giê-xu đang nói là khi nào, cái thời điểm ta sẽ tái lâm đó, khi ta tái lâm ta có nhìn thấy đức tin như thế, để ý cho như thế nha, chứ không nói chung, đức tin trên mặt đất không có, đức tin như thế tức là Chúa Giê-xu đang liên hệ tới đức tin của người đàn bà quá,
đức tin của cái người đàn bà quá trong câu chuyện này. Có nghĩa là đức tin của bà được thể hiện bằng cách là bà kêu cầu, ngày nào cũng kêu cầu, ngày nào cũng kêu cầu. Thì những kẻ được chọn phải thể hiện đức tin bằng cách là ngày và đêm kêu cầu Cha trên trời. Cái đó mới gọi là đức tin. Chứ đức tin gọi là kêu cầu hai ba câu xong dẹp nghỉ thôi, vậy cái đó là không phải đức tin. Đức tin là chúng ta nài xin kêu cầu. Ở đây chúng ta thấy một trong những cái lời dạy của Chúa Giêsu biết cái việc mà cầu nguyện là bền đổ ngày và đêm kêu cầu Cha, bởi vì chúng ta được lựa chọn để làm gì? Không phải được lựa chọn để ngồi chơi xơi nước, để mà hưởng thụ các khoái lạc của xã hội. Được lựa chọn để kêu cầu Cha trên trời xét lẽ công minh cho hội thánh, để thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất này. Amen. Để trừng phạt những kẻ gian ác. Cho nên cái hiểu được cái vai trò của người được chọn, nói là không phải là được chọn giống như trúng số, là cứ thế mà là đi thụ hưởng các cái thú vui của xã hội, rồi cuối cùng mặc sống chết mặc bay, không phải đâu, thấy không? Cho nên phải hiểu được cái chữ lựa chọn đó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta được lựa chọn rồi cứ thế mà là rung đùi ngồi chơi xe nước cho đến chờ ngày lên thiên đàng. Không có phải. Được lựa chọn để cầu nguyện với Cha ngày và đêm. Và cầu nguyện cho đến khi nào Chúa Giêsu tái lâm. Và đặc biệt là Chúa Giêsu có thể tái lâm, tôi nói thật, Chúa Giêsu có thể tái lâm đêm nay tại Úc, hay là đêm nay tại Mỹ, hay là đêm nay tại Việt Nam. Ai dám nói là không à? Đừng có tưởng rằng chúng ta còn nhiều thời gian để sống trên đất này lắm. Quý vị trẻ tuổi đừng ố thôi, tôi còn trẻ lắm, tôi còn dài, tôi còn mấy chục năm, 7-80 năm hay là 60-70 năm đó, Chúa Giêsu chắc cũng chưa chắc 85. Đừng có nghĩ như vậy quý vị à. Cho nên là phải trong cái tâm trạng sẵn sàng, lỡ đêm nay Chúa Giêsu tái lâm thì sao? Amen. Mà chúng ta cứ ăn hay là gọi là chơi ăn chơi thỏa thích, hưởng thụ các cái thú vui gọi là của trần tục thế gian, lỡ Chúa Giêsu tái lâm thì Chúa Giêsu thấy ta, chúng ta đức tin có không? Thì chúng ta đối diện với Chúa Giêsu như thế nào? Cho nên đây là một cái câu chuyện ngụ ngôn mà Chúa Giêsu dạy. Tiếp theo cái bài học nói rằng ta sẽ tái lâm, quý vị nhớ cái bài học tuần trước quý vị nghe giảng. Hai người nằm trên cùng trên giường, tức là quá mật thiết với nhau, nằm cùng giường. Nhưng mà nếu mà khác đức tin, một người tin Chúa sẽ được cất nhắc lên gặp Chúa, một người không tin Chúa sẽ bị để lại. Cái này là tôi xin mạn phép là nhắc lại cái câu chuyện của Luca đoạn trước. Đó là cái thời điểm Chúa Giêsu tái lâm. Chúa Giêsu tái lâm lúc nào? Lúc mà mọi người cứ ăn uống vui vẻ, cưới gả coi như bình thường, không có gì. Ủa chứ sao đâu, vài chục năm nữa chưa chắc tái lâm. Đùng một cái như là thời của Noe, mọi người cứ ăn, cưới gả, đùng một cái trời cũng báo trước là sẽ lụt con. Không, lúc thiên hạ có trở tay kịp không? Không. Lúc mà Giêsu tái lâm giống như là thành Sodom trước ngày bị gọi là lửa từ trời xuống vậy đó, người ta có biết không? Không, người vẫn ăn uống cưới gả bình thường. Đúng một cái lửa từ trời giáng xuống tiêu diệt thành Sodom trong một ngày, chết hết ngoại trừ Lót và gia đình của Lót. Thì Chúa Giêsu sắp tái lâm cũng vậy. Tôi nói ví dụ tối nay chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị cái tư thế chúng ta gặp Chúa Giêsu như thế nào. Đừng để lại hai người nằm trên cùng một giường. Chúa Giêsu tái lâm, một người được cất đi, một người ở lại. Cái người ở lại đừng có tưởng rằng ô tại vì tôi là chồng của bà này, bà được cất đi tôi cũng được cất đi, tôi chồng bà mà. Hay ngược lại,
người đàn bà, tôi là vợ của ông này, ông được cất đi, tôi có ăn theo, tôi được cất đi, không có gì mà. Thì tiếp theo tôi xin kể hai cái mẫu chuyện đời thật, hai cái đầy tớ Chúa, người đã thực hành sự cầu nguyện bền hổ. Một người tử đạo, một người được giải cứu. Cái người tử đạo là tôi xin nói tắt cái câu chuyện mà tôi rất là cảm động. Một sư người Đức Dietrich Bonhoeffer sinh năm 1906 và bị tử hình, phát xít Đức tử hình năm 1945. Thuốc cái sợi thời của mục sư Dietrich Bonhoeffer, ông cầu nguyện với Chúa, mà quý vị biết là khi mà ông sống trong cái thời của phát xít thì coi như là những người tin kinh thật thì bỏ tù như Dietrich Bonhoeffer. Và cái cuối cùng là tháng 4 năm 1945, lúc mà Hitler trong cơn mà là khủng hoảng, thấy mình sắp thua trận, đem đi tử hình một số người đang bị giam, trong đó có Dietrich Bonhoeffer, tử hình bằng cách treo cổ. Và ngày đó những người còn sống, người ta làm chứng lại là khi mà treo cổ đó thì tử tù phải cởi áo, cởi quần, không biết vậy đó, nói chung trần truồng. Thì Dietrich Bonhoeffer bị trần truồng trước khi lên giá treo cổ. Đã quỳ xuống cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Và sau đó bình thản đưa lên giá treo cổ một cách bình thản. Và một câu chuyện thứ hai tôi kể là một đầy tớ Chúa khác sống trong thời của Liên Xô cũ, ở nước Nga của cái thời Liên Xô cũ, tên là Dmitry. Chỉ biết Dmitry thôi. Câu chuyện này tôi đọc trong cuốn sách nó gọi là The Insanity of God, tức là sự điên rồ của Đức Chúa Trời, của ông Nick Ripken. Thì khi ông Nick Ripken này, ông qua Liên Xô á, sau khi Liên Xô tan rã đó, thì ông qua để ông tìm hiểu về đức tin của những người đầy tớ Chúa ở trước cái thời mà lúc mà còn Liên Xô, thì đã áp bức những người đầy tớ, những người con cái Chúa như thế nào. Thì ông Nick Ripken này, ông mới được nghe cái chuyện của một đầy tớ Chúa tên là Dmitry đó. Tiếng Nga quý vị ạ, Dmitry tức là tiếng Nga đó, tên tiếng Nga đó. Dmitry không phải là một sư. Câu chuyện kể là Dmitry là một công nhân của xưởng thôi, trong cái thời Liên Xô cũ đó. Ông ảnh không có được huấn luyện gì về trường đạo, không có gì về thần học đó. Ảnh là công nhân, nhưng mà ảnh chỉ là đọc kinh thánh và suy gẫm. Thì cái thời đó là Liên Xô cũ là hủy phá hết tất cả các cái nhà thờ Tin Lành. Cái bên đất nước Liên Xô cũ ngày xưa, trước cái thời cách mạng của cộng sản đó, ngày xưa đó là gọi là hội thánh, hay gọi là cái gì, chính thống giáo của Nga, của Nga là cái tôn giáo chủ đạo của nước Nga thời trước khi cách mạng tháng 10 Nga, là nhà năm 17. Từ thời của Liên Xô dưới chế độ cộng sản thì tất cả các nhà thờ lần lượt bị đập bỏ hết. Cho nên khi mà cái ông Dmitry này ông lớn lên đó, thì ông đâu có nhà thờ để ông đi. Ông muốn đi nhà thờ là ông phải đi 3 ngày đường,
Đó là cái chuyện đi mà rất là vất vả. Ông bây giờ vợ với con, ông có vợ với lại vài đứa con trai. Đây là thời thanh niên mà. Thì ông, cho nên một năm ông có thể, cả nhà ông chỉ có thể đi tới cái nhà thờ đó 3 ngày đường. Thì một năm đi được bao lâu? Đi được 1 lần, 2 lần cùng. Thế thì bây giờ làm sao? Các con của ông mới nói, bây giờ cha ơi, con ông là biết sao Chúa lại làm rất tin kính Chúa. Cha ơi, bây giờ cha vợ ông chứ, vợ ông đưa cái sáng kiến nè. Anh ơi, thôi bây giờ không lẽ để con mình nó không biết lời Chúa, thôi bây giờ hai vợ chồng mình, đặc biệt anh á, anh biết nhiều thì anh mỗi tuần anh dành ra tiếng hồn đó là anh đọc kinh thánh rồi anh cầu nguyện cho con nó nghe, để cho nó đừng có quên lời Chúa. Thì anh nói ồ được á, có lý. Cho nên là một tuần hay là cả gia đình dành ra là một tiếng hồn để mà ảnh dạy đọc, cùng đọc kinh thánh, hát thờ phượng Chúa, những bài hát thánh ca nào mà anh biết từ thời cha mẹ anh để lại. Chứ trong tay có một cuốn kinh thánh cũ xì thôi à, và coi như cái gì là gia đình lễ bái đó, trong cái thời Liên Xô cũ, trong chế độ vô thần đó. Và riết là các con rất là vui. Và quý vị biết sao không? Thời đó là ảnh đang sống trong một cái làng nhỏ, cái chuyện gia đình lễ bái nó chứ không có giấu được hàng xóm đâu. Hàng xóm người ta tò mò. Cuối cùng là Chúa làm sao đó, người ta thấy ồ, cái lời Chúa này hay ha, kinh thánh này hay ha. Cho nên có mấy người hàng xóm tới nói với anh này, thôi bây giờ anh cho chúng tôi tham dự với. Hay á, tôi thấy cái những câu chuyện trong kinh thánh anh kể ra hay á, rất là có khích lệ chúng tôi. Ban đầu anh từ chối, nói không được đâu mấy ông ơi, mấy bà ơi, tôi này là tôi dạy mấy con tôi mà, tụi nó nhỏ những năm 10, 11, 12 tuổi thôi, đâu dám dạy quý vị. Nhưng mà hàng xóm người ta đâu có chịu, người ta nói thôi tôi thích lắm ông ơi, anh ơi anh cứ cho tôi vô nghe quý vị theo đó. Thì nó hình thành cái là lên tới 15 người lớn. Và chính quyền người ta bắt đầu để ý, người ta tới, người ta đe dọa, ai cho anh tổ chức hay là nhà thờ 15 người. Anh nói đâu có nhà thờ đâu, này là coi như tôi là đọc kinh thánh, nói chuyện giúp đỡ với nhau thôi mà. Cấp chính quyền không có nghe. Chủ tịch xã hay bí thư xã gì của lúc đó đó nha, đe dọa anh. Nhưng bây giờ anh nói bây giờ tôi không có cản được họ. Quý vị sao? Cuối cùng là tức là từ từ lên tới 20 người, 30 người. Anh bị chủ tịch xã kêu lên quýnh một trận như tử, nói anh mà không dẹp cái nhóm của anh nào là của anh coi chừng. Nhưng mà anh nói dạ tôi không dẹp nổi. Anh với là anh này anh nghĩ thôi bây giờ nghe là ráng chịu, nghe là người bị quýnh bầm chập cũng được nữa. Và cái việc biết sao, cái nhóm lên tới 75 người. Vì tưởng tượng coi, cái nhà thì nhỏ xíu, 75 người chỗ đâu mà ngồi, tất cả là chen chúc, không có đủ mà trong nhà đâu. Người ta chen chúc ở ngoài cửa sổ này, người ta đứng sát cửa sổ để người ta ráng nghe anh này đọc kinh thánh, anh hát. Quý vị theo Chúa dấy lên cái lòng khao khát lời Chúa trong cái thời đó. Ở cái làng đó không có nhà thờ, chỉ cần có một người hay là tạm gọi là hội thánh tư gia, và cái người trưởng nhóm hoàn toàn không có đào tạo gì về thần học. Anh là một công nhân của xưởng thôi. Và cái việc điều gì sẽ đến ngày hôm sau, cái xưởng của anh á, giám đốc xưởng kêu anh lên sa thải. Vợ của anh là cô giáo của trường tiểu học ở trong làng, hiệu trưởng sa thải. Đó là một cái hành động đầu tiên. Và một cái đêm trong lúc mà đang là nghe đọc kinh thánh 70 mấy người, thì đùng một cái chính quyền đập cửa vô, chủ tịch xã
lời nắm cổ quan này quấn bầm mặt ngay tại chỗ và nói: nếu mà người không chấm dứt là người sẽ biết cái gì sẽ xảy đến. Và khi anh chủ tịch xã này bước ra cửa thì trong trong vòng những người tham dự đó có một bà lớn tuổi lắm mà nói: anh dám đụng tới đây tới được sức dầu của Chúa, anh sẽ bị Chúa xử phạt nghiêm khắc. Bà giống như là nói tiên tri vậy đó. Thì anh chủ tịch xã này về nhà hai hôm sau đột tử, chết bất đắc kỳ tử, không biết tại sao. Và chính quyền cho lính tới bắt anh này đi, coi như thôi rồi, chủ tịch xã này chết thì chủ tịch xã khác lên bắt anh đi tù giam không xét xử ở một cái nhà tù cách Moscow 1.000 cây số để cho gia đình đừng có hòng tới thăm. Và tại nhà tù đó quý vị biết có bao nhiêu tù nhân không? 1.500 tù nhân, mà tù nhân gọi là tội nặng không ạ. Cộng thêm cái người tù nhân 1.501 là anh đầy tớ Chúa không bằng cấp. Thì tại bắt đầu vô trong tù, anh này Dimitri này anh có một cái thói quen, cứ sáng mặt trời vừa mọc lên là anh cái phòng của anh á, cái buồng giam của anh á, nó quá nhỏ, anh chỉ đứng dậy ngay cạnh giường thôi, anh hướng về phía đông là phía mặt trời mọc, anh đưa hai cánh tay lên anh cầu nguyện và hát ngợi khen Đức Chúa Trời, một cái bài hát nó gọi là Heart Song, tức là bài hát của trái tim bằng tiếng Nga tất nhiên rồi. Và tù đó vậy chứ, anh đứng anh hát lớn lắm, cho nên những người tù nhân chung quanh ghét lắm, họ vô thân mà họ chửi mắng ông sòm, lấy đồ ném vô kêu thằng kia im luôn, mày vô đây mày còn hát cầu nguyện Chúa của mày. Và quý vị biết cái hành động mỗi sáng thờ phượng hai tay hướng về hướng đông kéo dài trong bao lâu quý vị? 17 năm. Anh đầy tớ Chúa bị giam 17 năm không xét xử. Và cái người cai ngục đó, đưa ra một cái điều kiện đối với lại Dimitri: nếu bây giờ anh chịu ký tên vô cái tờ họ viết sẵn, tôi Dimitri, tôi xin nhận tôi không phải là một người theo Chúa Giê-xu, tôi là một điệp viên của phương Tây, ăn tiền của phương Tây để mong phá hoại đất nước Liên Xô. Ký tên, họ viết sẵn hết nội dung, chỉ cần chừa chỗ cho Dimitri ký tên thôi. Anh ký đi, anh ký tờ này là tôi tha bổng cho anh. Vì thế. Nhưng mà Dimitri 17 năm không ký. Tới đến một cái ngày nọ, họ nói với anh, nói với Dimitri, nói, thôi anh ơi, Dimitri ơi, thằng Dimitri, vợ con mày chết hết rồi, mày cứ theo Chúa làm gì nữa. Không biết làm cách gì đó là họ lừa dối cách nào đó làm cho Dimitri đêm đó khủng hoảng, bởi vì anh rất thương vợ với con anh. Quý vị tưởng người chồng, người cha bị giam 17 năm không thấy mặt vợ với con thì con mình lớn lên như thế nào. Tôi nói ví dụ nha, lúc con anh ở nhà là chắc con anh 20 đứa gì đó thì chắc khoảng 10 tuổi, 11, 12 thôi à. Bởi vì lúc đó tụi nó đã biết đọc Kinh Thánh rồi. Thì bây giờ 17 năm sau thì họ, các thanh niên nó lên thành đó là khoảng là 30 tuổi rồi. 17 năm lớn lên không có cha, không có sự dạy dỗ của cha. Và bây giờ lại người cha rất là yêu thương con, vợ và con của mình. Và bây giờ được nghe nói rằng vợ con mình, vợ ngươi chết rồi, các con ngươi bây giờ bị nhà nước bắt rồi. Thì anh quá đau xót, anh muốn
phải ra tù để đi kiếm con. Bây giờ làm sao giờ, thôi bây giờ anh chấp nhận. Đêm đó anh tuyệt vọng rồi, anh nói thôi mình sẽ ký cái tờ chấp nhận đó. Anh nói với lại cai ngục, ngày mai mấy anh đưa cái tờ khai đây tôi sẽ ký. Chứ vì thế không, tới mức là cùng rồi, đầu hàng. Thì cứ biết câu chuyện gì xảy ra đêm đó. Đêm đó là đêm mà anh không ngủ, anh rây rứt trong lòng, vừa thương con mà lại vừa thấy mình phản Chúa. Ngày mai mình sẽ ký cho mình, nói rằng mình không phải là người theo Chúa, đó là một sự phản Chúa. Chúa làm cái nào đó mà đêm đó vợ con của anh, vì con trưởng thành rồi, và người em trai của anh biết được là Đức Thánh Linh báo cáo trách như thế nào đó để biết được là đêm nay Dimitri đang khủng hoảng, sắp đầu hàng. Chúa kêu gọi họ nhóm lại tại nhà cầu thay cho Dimitri. Amen. Vợ, các người con trai và em trai của Dimitri chụm đầu lại trong gia đình cầu nguyện lớn tiếng. Và Dimitri kể lại là Dimitri trong tù cách đó 1000 dặm, ban đêm nghe được tiếng vợ con mình cầu nguyện. Amen. Và Dimitri thấy vợ con mình còn sống, còn ở nhà đang cầu thay cho mình, tại sao mình lại đầu hàng? Dimitri được phấn khởi. Sáng hôm sau thức dậy, đứng thẳng người, và cai ngục đem cái tờ khai tới. Dimitri ký để đi, nói không, tôi không ký. Mấy người cai ngục ngạc nhiên, ủa hôm qua anh chịu ký mà. Dimitri nói là tối hôm qua Đức Thánh Linh cho tôi biết vợ con tôi còn sống, đang cầu thay cho tôi. Amen. Các anh chống đối, tôi không ký. Vì thế không? Wow. Đó. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã giải cứu Dimitri khỏi cái tội phản Chúa. Và Dimitri có một cái thói quen nữa là ảnh kiếm được một cái mảnh giấy nào thì ảnh kiếm được một cái mảnh bút chì, một cái mảnh giấy thang nào, ảnh viết số câu kinh thánh lên cái tờ giấy đó. Và trong cái phòng giam của ảnh có một cái cột nó bị ướt, ẩm ướt do là trần nhà nó dột quá. Ảnh đứng lên, ảnh vối lên, ảnh dán cái tờ giấy lên cái cột. Còn như anh nói, đây là cái của lễ của con dâng lên cha trên trời. Và anh làm nhiều lần, cứ mỗi lần anh kiếm được một cái mảnh giấy vụn nào đấy, màu trắng, anh viết, viết anh dán lên. Cứ mỗi lần mà tụi cai ngục thấy cái tờ giấy này lên, nó lọt xuống, nó quýnh ảnh, ầm dập, cấm người không được dán tờ giấy lên trên này nữa. Và cái đêm đó, anh kiếm được một tờ giấy lớn nhất, và anh một lần nữa anh viết nữa, mà anh dán lên nữa. Và đêm đó cai ngục thấy lôi xuống quýnh ảnh bầm dập, và lần này nói số người hết rồi, mai người sẽ bị xử trảm. Buổi sáng hôm đó cai ngục quýnh bầm dập Dimitri, có nghĩa là quýnh tả tơi rồi. Dimitri đi hết nổi, họ lôi kéo Dimitri dọc theo cái hành lang của tù, của người biết không, người nhớ nhớ thằng xe xem phim, tôi cũng xem phim thấy dọc theo cái tù nó có hành lang nghe không? hai bên là các cái phòng giam đúng không, thì kéo Dimitri lê dọc theo phòng giam. 1500 tù nhân khác đứng coi. Thì trong lúc kéo, quý vị biết có gì xảy ra không? Quý vị nhớ là mỗi sáng Dimitri đứng dậy, đứng thẳng người một cách nghiêm trang, giơ hai cánh tay lên hướng về hướng đông, cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời, hát bài hát gọi là bài hát của trái tim. 17 năm bài hát của trái tim, cho dù bị đánh đập, bị ném, ngay là ném ném phân cho người nữa, để im mà không im. Thì quý vị biết sao không? Dimitri nghe một tiếng động lạ lùng. Một ngàn năm trăm tù nhân đứng dậy
Dạ thầy. Về hướng đông hát. Bài hát của trái tim. Tiếng hát của họ là quý biết 1.500 người hát bài hát của trái tim. Lời khen Đức Chúa Trời. 1.500 người đứng giơ tay. Thế đó. Cái người cai ngục thất thần quay lại hỏi Dimitri, anh là ai? Dimitri đứng thẳng lên nói, tôi là con trai của Đức Chúa Trời hằng sống, mà Giê-xu là tên của người đó, tên của Ngài. Cai ngục dắt Dimitri trả lại về buồn nhau. Vài hôm sau, có lệnh tha Dimitri ra khỏi tù trong thời của Liên Xô. Cảm ơn Chúa. Sau này khi ông Nick Ripkin đó là 10 năm sau, ảnh gọi lại điện thoại lại qua bên 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 Nga, lúc này nước Nga đã không còn Liên Xô đó rồi. Anh hỏi tình hình của Dmitry thì gặp người con trai của Dmitry nghe, thì anh Dmitry không có ở đó. Thì người con trai của Dmitry kể là bị cái 17 năm á là cực hình trong tù. Ba tôi yếu lắm, ba tôi đau đớn hay là ngày nào, nhưng mà ngày nào ba tôi cũng cầu nguyện. Rồi kết thúc thì người con trai nói với lại Nick Ripkin, cái tác giả của cuốn sách là Sự Điên Rồ của Đức Chúa Trời đó, tôi muốn cho ông biết một câu chuyện. Bây giờ tôi là mục sư của nhà tù. Ngày xưa ba tôi đã bị giam 17 năm. Bây giờ nước Nga cho phép nhà tù đó có mục sư để cầu nguyện cho các tù nhân, và cảm ơn Chúa. Một trong ba người con trai đó trở thành mục sư của nhà tù đã giam cha mình 17 năm. Dạ, câu chuyện này là hết. Dạ, xin cảm ơn mục sư và quý vị đã lắng nghe. Dạ, cảm ơn Chúa. Amen. Hết ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy Lê Hải Sơn rất là nhiều về bài học tối hôm nay. Và chúng ta cùng với nhau cầu nguyện để đáp ứng lời của Chúa tối hôm nay, ngay giờ phút này quý vị. Tôi có hai cái sự kêu gọi cho quý vị tối hôm nay trong cái sự cầu nguyện trước khi chúng ta đến với Chúa. Để thứ nhất, đó là qua gương cầu nguyện của anh Dimitri, người Nga, ở trong thời kỳ đảo Chúa bị bắt hại. Bạn có quyết định gì để bước theo Chúa qua sự cầu nguyện? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là bạn có quyết định thiết lập thời giờ cầu nguyện cách bền đổ với Chúa mỗi ngày không? Hai điều này giúp cho chúng ta hướng nguyện với Chúa tối hôm nay. Quý vị hướng nguyện với Chúa chứ chúng ta không hướng nguyện với con người. Mà đối với Chúa chúng ta có thời giờ bền đổ với Chúa để cầu nguyện với Ngài. Cảm ơn Chúa về bài học rất là sâu sắc và câu chuyện kết luận cũng rất là ý nghĩa nữa. Đánh vào lòng của chúng ta, đánh vào tâm tâm hồn của chúng ta. Lý do chúng ta trong những ngày qua chưa có thiết lập sự cầu nguyện với Chúa trong cái thời giờ riêng của chúng ta với Chúa. Và nếu chúng ta có thời giờ chúng ta cầu nguyện, nhưng chúng ta chưa cầu nguyện một cách mà hết lòng, nghiêm túc như Dimitri, như ông Dimitri, thì xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta lặp lại cái thời giờ đó với Chúa. Tối hôm nay thì bài học này nhắc cho chúng ta là ngày Chúa sắp trở lại, và Luca đoạn 18 tiếp tục tới Luca đoạn 17 từ câu hồi nãy tôi có đọc, tôi thấy đúng là sự đến của nước Đức Chúa Trời đó. Chúng ta học cái bài học này hôm tuần rồi, dạ, thứ tư tuần rồi, tôi có hướng dẫn ở trong từ câu 20 cho đến câu 37 đó. Và hôm nay cái bài học này là tiếp theo của Luca
đoạn 17 từ câu 20 cho đến câu 37. Chúng ta tưởng xong rồi phải không ạ? Nhưng mà cái điều để cho chúng ta được bền vững, bền đổ ở trong ngày chúng ta chờ đợi Chúa trở lại, đó là cầu nguyện. Cầu nguyện một cách bền đổ. Vâng, chúng ta đến với Chúa và đáp ứng lời của Chúa tới hôm nay qua sự cầu nguyện của chúng ta. Xin chúng ta cùng cầu nguyện.